Sau đây xin kính mời quý vị bà con nghe tiếp bài Tết của người lính trong văn học Việt Nam của tác giả Nguyễn Mạnh Trinh. Một truyện ngắn khác, Bệnh xá cuối năm, một không khí khác, một tâm tư khác. Trong bài giới thiệu của nhà văn Mai Thảo, đăng trên tạp chí Văn cách nay hơn 30 năm, đã giới thiệu truyện ngắn này như một góc cạnh của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Truyện ngắn Bệnh xá cuối năm sau đây của anh là một minh chứng. Khung cảnh và không khí của một bệnh xá trong những ngày cuối năm là nơi người lính trẻ bị thương trong Đoạn Thiên Trần Hoài Thư khôi phục lại được con người, cá nhân mình. Người lính trẻ ở đây, thể xác còn hư nhược, tâm hồn còn dao động, tư tưởng còn hoài nghi, nhưng không hề gì. Chiều hướng sống của nhân vật trong sáng tác vẫn là từ một trạng thái mê thiếp bàng hoàng, đang dần dần hồi tỉnh. Vẫn là cái chết đã qua, đời sống lặp lại, và thấy, và nhìn, dẫu bằng một tròng mắt mỏi, từ một xe lăn, từ một bàn mổ, từ một giường bệnh. Người đọc có thể chê trách người lính bệnh của Trần Hoài Thư trong Bệnh xá cuối năm đã đề cập tới những chủ đề lớn như chấm dứt chiến tranh, thống nhất đất nước, đoàn viên và thương yêu hai miền bằng một tâm hồn quá đơn giản thơ ngây. Người lính của chúng ta hiền quá, hiền thật, làm thế nào được? Dân tộc ta hiền, mãi mãi hiền. Mặc dù đã 20 năm lâm trận, cái tính hiền đó được biểu hiện cùng khắp trong những truyện ngắn về tiền đồn, về mặt trận của Trần Hoài Thư và Bệnh xá cuối năm là một. Đúng như lời giới thiệu, Trần Hoài Thư đã mang những suy tư của mình về chiến tranh, về những người tù binh cũng được săn sóc, giống như bệnh binh, về ước mơ hòa bình, về những giờ hô chiến, và truyện mở đầu với vẻ tươi sáng, dù của một nơi u ám. Những ngày cuối năm, người ta bắt đầu sửa sang lại bệnh xá. Đám lính đã thay phiên quét vôi mới trên các bức tường loang lổ cũ kỹ của trại. Họ lau chùi các ô cửa sổ, quét dọn con đường, sân trại và đốn ngã một gốc cổ thụ lớn bên cạnh nhà vĩnh biệt. Một vẻ gì mới mẻ và tươi mát đã trở về trên những mái ngói của khu điều trị sĩ quan, trại nội thương số 2 hoặc những mái tôn của trại binh sĩ. Trong thinh không, nắng mới theo hơi ấm, bầu trời thật xanh và mây trắng, lả đà rất thấp, dễ chừng chạm vào đỉnh những cây cổ thụ đầy bóng lá. Và hình như bệnh viện cũng rất ít bệnh binh. Có lẽ vì cường độ chiến tranh giảm hay vì hòa bình sắp tới. Và những bệnh binh ấy có lẽ ít đau đớn vì thương tật của mình hơn. Có những người tù binh đã từ chối được trở về miền Bắc vì biết sẽ phải chịu nhiều thua thiệt và xin được ở lại miền Nam. Chính điều ấy đã làm nhân vật Xưng Tôi suy nghĩ, làm sao người ta có thể từ bỏ nơi chốn đã sinh ra đời của mình. Và đoạn kết: một ngày cuối năm về trên bệnh xá, một ngày buồn ghê gớm cho những kẻ không thân nhân thăm viếng. Tôi đang ngồi trên một thân cây đổ, hoàng hôn về đem theo hơi lạnh đến sớm. Những con chim mùa xuân đang bay vần trên bãi cỏ, gió rì rào trên khóm lá xoan, lũ bạn vẫn ngồi bất động. Đằng sau tôi là trại tù binh, tên tù binh đang đứng nhìn ra hàng rào. Sau hàng rào, cạnh con đường nhựa âm u vì cây và lá quá rậm là nhà xác. Có tiếng khóc nức nở của một người đàn bà, một người thương binh xanh xao đang chống gậy bước đi trên con đường đất đỏ chạy ra cổng trại. Hắn đang cầm một bó hoa huệ để cắm trên bàn thờ. Một người thương binh người thượng đang kéo ống quần xanh lên mân mê vết sẹo. Còn tôi đang mơ đến một nơi trở về khi ngưng tiếng súng. Phan Lạc Tiếp, một nhà văn quân đội nhưng chất đông hậu lại nhiều hơn chất lính trong văn chương. Trong bút ký Bờ Sông Lá Mục, ông ghi chép lại hành trình của một sĩ quan hải quân lênh đênh trên sóng nước, giao thừa trên đảo.
là những dòng ghi lại sinh hoạt của những người lính biển cuối năm ở một hải đảo cô tịch, hầu như biệt lập với sinh hoạt bên ngoài, giao thừa, tập hợp trong hàng quân. Mỗi người mỗi nặng nề tâm sự. Tiếng còi tập hợp nổi lên, ta vẫn đứng yên. Sau tôi những bước chân vội vã, những tiếng động quen thuộc lúc sắp vào đêm, gió hình như vừa nổi lên và lạnh hơn. Tôi quay vào viên trung sĩ dõng dạc hô nghiêm. Tôi giơ tay chào và ra đứng trước hàng quân. Tôi ngỡ mặt nhìn lên những tàn cây che phủ. Bước mấy bước chậm rồi tôi ngừng lại. Hôm nay 30 Tết phải không các anh? Hàng quân như sao động. Tôi tiếp. Bây giờ là bây giờ tối 30 Tết. Tôi vừa bước những bước ngắn và nói. Tối 30 Tết, chúng ta ở ngoài hòn đảo này. Quanh chúng ta chỉ có rừng cây, gành đá và biển. Tôi trở về liều. Cửa sổ mở, nhìn ra ngoài khơi. Biển vẫn phẳng lặng, không một ánh đèn. Tôi thấy xót xa trong lòng. Nếu tàu không tới thì buồn biết mấy. Tiếng hát từ chiếc loa ngoài kia đều vọng tới. Giọng hát thái thanh nức nở thiết tha. Tôi kêu to ngọn đèn lên. Chiếc kiếm gác trên vách lá. Di vật của người đội trưởng trước tôi để lại. Hồi ông ta nổi điên được đưa về Sài Gòn điều trị. Vội vã quên nên không mang theo. Chiếc kiếm với đầy đủ ngũ quan nơi đốc kiếm. Tôi lấy xuống rút ra. Lưỡi đạt có vài vết hăng rỉ. Tôi tra vào bao và dựa xuống sau đầu ghế vái thầm, hỏi không biết hồi này bệnh tình đã khá chưa. Người con trai thời loạn chẳng lẽ chống hoang rỉ như lưỡi kiếm này, như chú nó sao? Tôi cũng không biết tôi sẽ còn phải trấn giữ hòn đảo này trong bao lâu nữa. Rồi ra tôi sẽ phát điên không? Ai sẽ tới thay tôi và sau đó ai sẽ tới nữa? Những buổi chiều bóng núi đổ dài ra ngoài khơi, khí núi sông lên lạnh và buồn. Những anh tuần viên xóm nhau ngồi trên khúc cây khô ca vọng cổ, rồi đêm xuống dõi mắt ra khơi tìm những bóng đèn câu lạc loài từ đất mẹ. Khi tiếng những con cắt kè cất lên như những tiếng nghiến răng thì phần lớn mọi người đã say ngủ, nhưng cũng từ phút đó nhiều kẻ còn ngồi ngoài gành đá. Dương mắt nhìn về phía xa mà hai mắt đỏ nhừ. Cũng có khi giữa bầu không khí tĩnh mịch hoang vu đó, nổi lên những cuộc xua đuổi đánh đấm nhau. Nguyên nhân chỉ vì tâm sự quá dài. Nói quẩn, nói quanh, trêu nhau cho hai bên cùng tức. Hay có khi nghi ngờ bạn bè trình mò vợ con khi mình đi gác. Những ngày tháng dài ở đây chỉ là chờ đợi đêm mau hết. Chờ đợi bóng nắng lên và đẩy vào rừng kiếm chim kiếm củi, chờ đợi những chuyến ghe bầu ra tiếp tế. Nhưng sự chờ đợi náo nức nhất sau khi đã khuân vác thực phẩm lên bờ là đợi người đội trưởng khui cái túi vải ra, đọc giữa hàng quân xem ai được đổi về đất, ai sẽ ra thay, ai được lên chức và ai có thư nhà. Ai nấy đều náo nức, bấu víu, lấy mối dây liên lạc với đất liền. Nhưng niềm náo nức đó cũng mau tàn, bởi rất ít có gì thay đổi, và ngóng trông nhiều chi để rồi sẽ buồn thêm. Người này buồn vì đã ở đây quá lâu, mà sao chưa được về đất. Người kia buồn vì sao chuyến này không nhận ra được thư thằng em, người thân duy nhất còn lại trên đời. Người kia nữa lại buồn vì nhận được thư bạn cho biết cô nhân tình cũ ở miệt Nam Căn đã bỏ lên tỉnh làm ăn, mịt mù bóng chim tăm cá. Tôi rùng mình thật mạnh, như muốn xua đuổi những hình ảnh u buồn ngày cũ. Tôi đứng lên tính đi rửa mặt cho tỉnh táo để còn đi thăm mấy gia đình trong trại. Nhưng vừa bước ra sân, đã thấy lố nhố một đám đông quần áo chỉnh tề. Tôi hiểu ngay ý định của họ, nên vội vàng xốc gọn lại quần áo. Dẫn đầu là ông Tư thuốc mê. Không hiểu ông đã moi được ở đâu một cái áo vét tông nhầu nát và sực mùi ẩm mốc. Mọi người khác cũng đều mặc thường phục. Ông Tư đằng hắn rồi lên tiếng. Năm mới chúng tôi tới mừng tuổi đội trưởng và cầu chúc đội trưởng thăng quan tiến chức.
Tôi chắp tay đáp lễ và chúc mọi người sang năm mới, ai nấy đều được vạn sự như ý. Tôi còn đang ngập ngừng lỡ lời nói tiếp thì một người bật nói, và sớm được dày đất. Mọi người đều cười vang. Khi mọi người kéo nhau vào, kẻ ngồi người đứng quanh chiếc bàn nhỏ thì tôi chợt nhận ra một ánh sáng long lanh qua kẽ lá ngoài cửa sổ. Mọi người cùng nhìn theo tôi và bật reo mừng ồn ào. Hai chấm xanh đó đúng là đèn hải hành của con tàu sắp tới. Chúng tôi cùng chạy ùa ra ngoài bãi cát, truyền cát mát lạnh dưới chân. Cái mát lạnh cảm thấy được qua đế giày da và làn bí tất đen dày. Con tàu mỗi lúc lại tiến gần. Mọi người bàn tán xôn xao. Phía sau tôi, ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy. Tôi quay lại nói lớn. Đốt lửa lên, cao nữa lên anh em. Thân phận người lính biển, ở một nơi chốn ưu tịch xa xôi, chỉ toàn chờ với đợi. Có lẽ người đã phát điên như người đội trưởng cũ. Và thế giới ở đất liền hấp dẫn biết bao, thiếu thốn vật chất có thể chịu đựng, nhưng cái giày vò tinh thần mới là ghê gớm. Đào Quang Vinh, một phi công tại phi trường Tân Sơn Nhất thì lại đón xuân cách khác, đón xuân trên không gian bao la. Ngày hết Tết đến, một năm qua thật mau trong khung cảnh tươi mát của mùa xuân mới. Lòng người có thư thái chút đỉnh nhưng vẫn chưa quên được vết hằn hồi Tết Mậu Thân. Những hình ảnh tàn bạo do cộng quân tạo ra vẫn còn in hằn trong trí nhớ của người dân miền Nam hiền hòa. Ngày Tết, phi vụ trực được tăng cường. Huy ngồi tại văn phòng nhìn dãy điện thoại vẫn nằm yên một chỗ. Anh cũng chẳng mong có một tiếng chuông nào reo lên lúc này, giữa lúc mọi người đang sửa soạn đón xuân. Vì nếu có, tiếng điện thoại ấy sẽ mở đầu cho một phi vụ hành quân cất cánh vội, rồi tiếng bom rơi, đạn nổ, hoặc thả những cánh hoa dù tiếp tế xuyên qua lưới đạn, để đến với quân bạn trong mùa xuân chinh chiến, đón xuân về trong chòi canh. Huy ngồi đây với hai phi hành đoàn túc trực hành quân dưới quyền anh. Họ chia từng nhóm nhỏ ngồi lác đác quanh phòng, nhóm đánh domino, nhóm chơi cờ tướng. Đằng xa hơn một chút, tiếng lạch cạch của những viên bia chạm vào nhau vang lừng chập chờn với tiếng quạt trần vi vu. Có một anh chàng phi công trẻ đang uốn éo thân hình chạy theo đường bi lăn như cố điều khiển viên bi vừa được đẩy từ chiếc cơ theo ý mình muốn. Những tiếng cười, tiếng xích xoa tiếc rẻ của những đường banh trật đường ray. Đôi lúc bẻ bàn chấm dứt đường bi bằng câu chửi thề cục ngủng vô thưởng vô phạt. Trên quầy cao, một vài ly cà phê đá bỏ dở, còn đọng hơi nước lạnh ngoài thành ly. Hôm nay, ngày trực cuối năm, phi đoàn đã được tăng cường thêm một phi hành đoàn nữa. Nhân viên trực đông hơn, vì thế bầu không khí ở đây nhộn nhịp hơn đôi chút. Những tờ báo xuân các nơi gửi tới, cảnh trang hoàng Tết đơn vị tuy đơn giản nhưng ấm áp. Huy cũng thấy lòng mình rộng ràng với tiếng cười đùa nổi lên từng chập. 30 Tết rồi ai cũng nông nao. Khu phố Bona giờ này chắc đầy người đi lại. Hàng hoa, hàng bánh mứt đang được bán tháo. Những người bận rộn cả tuần nay mới có dịp để vội vàng mua những thứ cần thiết cho ba ngày xuân. Trai gái dắt tay nhau dạo phố cười đùa, vui vẻ, lượn lên lượn xuống đầy đường. Nếu Huy không trực đêm nay, anh đã cùng Diễm nhập bọn. Tạm cởi bỏ quân phục với chiếc xe Vespa, anh sẽ lượn vài vòng thành phố. Chiếc khăn cổ Huy mua tặng Diễm ngày nào sẽ có dịp bay tung trong gió, để đón nhận sự nhộn nhịp và cái không khí của ngày Tết. Anh sẽ được sống thoải mái, xa trách nhiệm, tâm hồn anh sẽ lắng xuống để quên đi những phút giây căng thẳng của những lần xả thân vào lòng lửa đạn và những đường bay chiến thuật nguy hiểm. Tạm quên những lần họp hành quân, những cuộc thảo luận chung cho một cuộc tiến chiếm mục tiêu, sao cho nhịp nhàng với đơn vị bạn. Giờ phút Huy sống thật với lớp tuổi của anh sẽ có dịp nhìn người chung quanh, với nét nhìn có một người đang có mùa xuân, tuy không thịnh vượng nhưng an lành. Mặc dù anh biết đó chỉ là nét an lành giả tạo,
của một vài ngày vui gượng gạo thanh bình mà thôi. Ngoài kia nơi chiến trận, không xa đây lắm, tiếng súng có thể nổ bất cứ lúc nào. Địch đang rình rập kiếm từng kẻ hở. Ngày trực có bọn anh vì thế mà phải có. Yểm trợ cho quân bạn vẫn luôn luôn là ưu tiên số một. Huy ngồi ở đây mà chợt nhớ đến các bạn cùng khóa, bây giờ ở rải rác khắp cùng đất nước. Nhất là những nơi hẻo lánh tiền đồn, nhu cầu vật chất giới hạn. Rồi đây, kỷ niệm tuổi trẻ của họ chẳng có bao nhiêu ngoài những hình ảnh súng đạn và chết chóc. Về già, khi cởi bỏ bộ quân phục bon chen với đời thật là thiệt thòi. Cả một đời hy sinh cho lý tưởng, liệu có được đền bù đúng mức không? Huy là một người may mắn hơn trực bay hay đi bay một ngày, nghỉ bù hai ngày. Những ngày nghỉ sống phóng khoáng với ích kỷ hưởng thụ cá nhân. Đi làm lại, anh có cảm tưởng như là một ngày đi sám hối. Cái bàn bạc của một con chiên tầm thường dựa vào những lần sám hối để thấy lòng mình nhẹ nhàng trong sạch hơn. Viết cung thương ngày cũ, Đào Quang Vinh đã mang sự chân thành của những người tuổi trẻ để nói lên những tâm tư nỗi niềm riêng của mình. Đời sống ấy có nét hiện thực, và vì thế, nét sinh động càng rõ nét. Ngày cuối năm trực, tuy vẫn nghĩ đến người yêu và phố phường náo nhiệt, nhưng vẫn phải làm tròn nhiệm vụ của mình. Dù rằng trong một liên tưởng nào đó, nghĩ đến bạn bè ở tiền tuyến xa vẫn là niềm ái ngại và thấy mình may mắn hơn nhiều người khác. Dù rằng chiến tranh với cái chết không thể không lẫn vẫn bên cạnh. Nguyễn Ý Thuận trong ý nghĩ mùa xuân với cảm nghĩ của một người lính tác chiến đã bộc bạch chân thành ý nghĩ của một người lính trẻ trong chiến trường hết sức khốc liệt của vùng Bắc Bình Định. Cơn nắng chiều đã bớt gay gắt trên mặt đường nhựa. Không gian của những ngày gần Tết tại vùng Bồng Sơn Tam Quan diễn ra trên mặt đường số 1 lồi lõm, đầy ổ gà và thép gai, một nét bi thảm. Dân địa phương nghèo nàn đến tội nghiệp. Ý niệm xuân và Tết như nhòa nhạt, không còn được nhắc đến nếu không có những người lính xa nhà nói bằng nỗi nhớ. Đưa ông Táo, những người lính bày trò cúng bái. Dân địa phương sực nhớ ngày 23, sắp đầu năm những người lính bận biểu với thư từ với từng loại bánh mứt nhận được hoặc mua từ chợ Bồng Sơn Tam Quan. Dân địa phương bồi ngồi dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị xuân. Mỗi ngày thêm một lần nhắc nhau, những người lính trong đơn vị trắng đóng tưởng lại một cái Tết nào đó của gia đình. Cuối cùng là những cơn say túy lý. Đúng ra chẳng cần Tết nhất. Ngày thường, nếu không bận hành quân hay trực gác thì cũng vậy. Cũng những cơn say sau các lần hành quân, để quên thứ hình ảnh không đáng nhớ cuộc chiến. Nhưng gần Tết, cái cớ gần Tết làm cho can rượu trắng có ý nghĩa hơn. Cũng thế, Hậu tham dự với anh em trong đại đội hết mình, dù là một cấp chỉ huy của họ, nhưng khoảng cách hầu như không có khi ngồi uống rượu. Chỉ còn tâm trạng riêng tư là không giống nhau. Hậu bồi hồi mỗi khi bắt gặp màu vàng của nắng quái. 10 lần như một anh đều thấy mình trở về cơn nắng của vùng biển Nha Trang những ngày gần Tết. Hậu như nhỏ lại. Anh nung nức mỗi chiều trong cảm giác nao nao. Biển và thành phố giờ này cũng đang nhộn vàng nắng quái. Rồi tâm trạng cô đơn ào đến. Hậu lại nhập đầu trong cơn say khi ngày vừa hết. Nguyễn Ý Thuận đã mang cái suy nghĩ chung của những người lính trẻ xa nhà trong đêm cuối năm. Trong chuyện kể, những biến động xảy ra hầu như liên tiếp, nhưng cũng là sự thường đối với một đất nước chiến tranh. Ở đây, khuôn mặt người lính rõ nét trong cái hành trình của đoạn đường chiến binh, của những lựa chọn có lúc bắt buộc, có lúc tình cờ, trong một lò luyện ngục để sẵn thử thách. Ở chiến trường có đôi khi sự lãng quên cần thiết để hiện tại ít rơi rứt hơn. Khi nghĩ đến bạn bè và những chiến hữu đã gục ngã, chính sự lựa chọn phải bóp cò súng để sống còn cũng là một niềm rơi rứt, nhưng biết làm sao hơn. Khi ý nghĩ giết người để tự vệ vẫn là điều luôn luôn trong tâm tưởng những người ra trận.
Ngày Tết là ngày quay lưng đi quá khứ và ngoảnh nhìn tới tương lai. Với người lính Việt Nam Cộng Hòa, những ngày cuối năm là dịp để nhớ về, để tưởng nhớ. Thời gian ở chiến trường có lúc biền biệt để không thể nhớ được ngày tháng. Nhưng gần Tết, khi nắng buổi chiều đã có màu vàng hoe, khi gió bấc đã sạc sào làm thức dậy những chuỗi kỷ niệm tưởng như đã yên ngủ, bao giờ cũng là những hướng vọng, như là những ngày được yên bình sắp tới, như ngày được về nhà hội ngộ với vợ con. Dù ở bất cứ nơi đâu, một tiền đồn heo hút hoang vắng, hay ở một đảo xa cô tịch sóng gió bão bùng, hay ở trong quân trường chỉ cách phố phường có hàng rào kẽm gai ban đêm nhìn ánh đèn thành phố, cái cảm khái cũng đều giống nhau, của một nỗi buồn của bất cứ một người nào có trái tim đều tự nhiên như thế. Người lính không có trái tim sắt đá như những người bộ đội bên kia, với câu thề sinh bắc tử nam đã được nhồi nhét từ khi còn thơ ấu. Đọc những đoạn tác viết về tình cảnh của những người lính ngày cuối năm, chúng ta có thể mường tượng được tâm tư của cả một thời đại. Chẳng có muốn lao vào một cuộc chém giết những người cùng màu da, cùng dòng máu. Nhưng sống trong một xã hội như thế, không thể làm gì khác hơn được. Có sự lựa chọn hoặc hèn nhát làm người trốn lính, hoặc phải vào cuộc, ít ra cũng là một bổn phận của người trai trong hoàn cảnh đất nước cần đến. Làm người lính là chấp nhận mọi hoàn cảnh. Dù nhớ thương người tình, dù nghĩ đến cha mẹ già ở quê nhà, hay vợ trẻ con thơ ở mái ấm gia đình, cũng vẫn phải chiến đấu, vẫn phải ngồi gác giặc để hồn bay về nẻo xa, hay đem phục kích nhìn trăng sao để tưởng nhớ về hình ảnh thân yêu đang nhòa nhạt ở chốn xa. Chiến tranh đã qua hơn 30 năm, không còn bom rơi đạn nổ, không còn những vòng khăn tăng cô vụ, nhưng hình như chiến tuyến vẫn còn và sông danh từ ngàn xưa chưa lấp, vẫn còn những mâu thuẫn chưa thể vượt qua, vẫn còn nhân tâm ly tán trong lòng người Việt. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả Nguyễn Mạnh Trinh và cảm ơn bà con cô bác mình đã lắng nghe.